bị chủ tịch Navas đọc rap chê bài hạ bệ không thương tiếc, Thiên Ân lên tiếng tuyên bố một câu khiến Gina nghe được cũng phải xấu hổ. Trở về từ Miss Run International, Thiên Ân đang tích cực tham gia các chuyến media tour để quảng bá hình ảnh bản thân tới fan sắc đẹp. Mới đây, trong buổi livestream khi được hỏi về Mr. Navas, Thiên Ân đã không ngần ngại dành nhiều lời có cánh. Cụ thể, em dừng chân tại top 20 chắc có lẽ vì chưa phù hợp với tiêu chí cuộc thi hoặc vì lý do gì khác. Không riêng gì em mà 67 thí sinh tham gia cuộc thi đều được chủ tịch và phó chủ tịch cuộc thi vô cùng quan tâm và yêu thương. Ngoài ra cô còn chia sẻ, đi thi về tôi không có thời gian xem livestream trên mạng xã hội. Tôi không muốn để bản thân nghĩ quá nhiều về những phán xét tiêu cực. Tôi không quan trọng việc mình có nhận được lời xin lỗi từ ông Navas hay không. Tất cả những gì tôi cố gắng, người Việt Nam đều nhìn thấy, bảo vệ và yêu thương tôi. Đó là điều tôi trân quý nhất. Hiện, mối quan hệ của tôi và ông Navas bình thường. Người đẹp quê Long An mong khán giả ngừng chỉ trích ông Navas và bỏ theo dõi cuộc thi. Có thể thấy, mặc kệ những ồn ào gần đây, đại diện Việt Nam vẫn dành sự tôn trọng và khen ngợi cho Mr. Navas. Hành động tinh tế của cô nhận được sự đánh giá cao từ khán giả, được chồng cưng như trứng, fan như Thảo choáng khi ông xã tuyên bố không cho con gái thừa kế tài sản. Danh tính người đứng tên trong di chúc mới sốc. Phan Như Thảo được biết đến là nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt khi có thể đảm đương từ vai trò diễn viên qua người mẫu. Cuộc hôn nhân của Phan Như Thảo và người chồng doanh nhân đại gia Đức An từng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và giới truyền thông. Trải qua nhiều năm, cuộc sống hôn nhân nữ diễn viên và ông xã đại gia luôn mặn nồng, viên mãn. Hiện tại, cặp đôi đã có với nhau một cô công chúa kháu khỉnh, dễ thương. Sau khi về chung một nhà, khối tài sản khủng của cặp đôi luôn khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ. Đặc biệt mới đây, trong một bài phỏng vấn, Phan Như Thảo đã tiết lộ việc người chồng doanh nhân để lại toàn bộ khối tài sản xù cho mình. Cô chia sẻ, tôi có biết gì chút đó nhưng lười đọc. Anh ấy đã trao hết tài sản cho tôi chỉ ký giấy với luật sư là khi chồng mất thì tất cả tài sản đều thuộc về tôi chứ không cho con gái, bồ câu hay ai cả. Ông xã chỉ dặn phần nào là cho con trong các tài sản mà tôi được thừa kế. Đến tận bây giờ, anh ấy vẫn đưa hết mọi thứ cho tôi. Có thể thấy, đại gia Đức An đúng là một trong những ông chồng chiều vợ của showbiz Việt. Lâm Khánh Chi lần đầu xuất hiện sau khi phẫu thuật dây thanh quản để thành con gái 100%, tiết lộ luôn về sự nghiệp ca hát sau này khiến ai cũng xót xa. Được biết sau khi Lâm Khánh Chi đã lên đường sang Thái Lan để phẫu thuật dây thanh quản thì mới đây cô đã chia sẻ hình ảnh đầu tiên sau ca phẫu thuật quan trọng của mình. Cô tâm sự, buổi ăn sáng và chụp hình kỷ niệm với bác sĩ giỏi nhất về phẫu thuật thanh quản tại Thái Lan. Cảm ơn mọi người đã yêu thương quan tâm đến Khánh Chi. Trước khi làm bác sĩ tư vấn rất kỹ khi làm giọng xong có thể hát hay cũng có thể không hát hay. Đồng ý thì làm và dưỡng giọng từ 1 tháng tới 3 tháng giọng mới ổn định được. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ thì Khánh Chi tiếp tục sự nghiệp ca hát, không thì dừng lại tại đây. Quý vị khán giả yêu thương Khánh Chi cũng đừng buồn nếu Khánh Chi không hát được như trước nhé. Cảm ơn rất nhiều. Trong ảnh đăng tải, nữ ca sĩ khoe thần sắc rạng rỡ. Có vẻ sức khỏe của cô không mấy ảnh hưởng sau ca phẫu thuật thanh quản. Tuy nhiên, giọng ca cũng không khỏi lo lắng, cô cũng tâm sự vì sau khi chuyển giọng có khả năng 80% là hát không được. Cô còn tiết lộ khán giả quen giọng này rồi, nhiều người sẽ không thích giọng nói của tôi sau khi phẫu thuật. Cưới được 4 ngày, Đỗ Mỹ Linh đã mang về cho nhà bầu hiền hàng trăm tỷ, còn công khai nói đến chuyện bầu bí. Mới đây trong bức ảnh Thu Hoài đăng tải, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang nhẹ nhàng đặt tay, say mê ngắm nhìn chiếc bụng to của nữ MC. Đáng chú ý, ở phần bình luận, cô dâu mới nhà bầu hiền còn mạnh dạn viết, mong xin vía thành công. Phát hiện của em nổi tiếng hào hứng với chuyện bầu bí, MC Thu Hoài khẳng định, nhà là dính luôn nha. Trước đó, hồi cuối tháng 8 năm 2022, trước thềm đám cưới với thiếu gia Đỗ Vinh Quang, Hoa hậu Việt Nam đăng tải loạt ảnh mới trong chuyến du lịch Ý. Những khoảnh khắc của người đẹp gốc Hà Thành ở trời Tây khiến cư dân mạng được fan bàn tán xôn xao về việc có bầu. Trước những lời bàn tán của cư dân mạng vào thời điểm ấy, nàng hậu sinh năm 1996 chọn cách im lặng, không có phản hồi. Tối 23 tháng 10, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai Út Bầu Hiển đã diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Sự kiện trọng đại của cặp đôi quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí cùng hàng loạt hoa hậu, á hậu đình đám. Chưa hết, theo một số thông tin ngoài lề, đám cưới của con trai Bầu Hiển và Đỗ Mỹ Linh đã mang đến những tín hiệu tích cực cho việc kinh doanh của gia đình. Hoa hậu được nói đùa là có vía tốt, giúp nhà chồng phát hơn khi giúp cổ phiếu tăng giá, thị giá của SHB lên trên 11.000 đồng trên CP. MC Đại Nghĩa xuống tóc xuất gia leo duyên tại chùa Huyền Không, hậu tin đồn đường ai nấy đi với Võ Tấn Phát khiến CD em không khỏi bất ngờ. Trên diễn đàn mạng xã hội đang xôn xao trước hình ảnh MC Đại Nghĩa mới đây đã xuất gia gieo duyên. Không phải thực hiện dự án nghệ thuật nào, năm MC đúng là đã thực hiện nghi lễ xuống tóc tại chùa Huyền Không, chính thức theo con đường tu hành. Được biết, MC Đại Nghĩa đã tham gia khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 14 do chùa Huyền Không tổ chức. Tại khóa tu này, MC Đại Nghĩa phát nguyện xuất gia gieo duyên trong vòng 10 ngày. Anh sẽ được các quý thầy hướng dẫn học pháp, hành thiền, tụng kinh, pháp đàm, trà đàm chia sẻ, chỉ bình khất thực. Nói cách khác, trong vòng 10 ngày tới, MC Đại Nghĩa sẽ sống như một tu sĩ thực sự. Được biết, nam MC sẽ tạm ngưng công việc, không được sử dụng điện thoại, hoàn toàn khép mình trong môi trường thiền môn. Lâu nay, MC Đại Nghĩa được biết đến như một Phật tử chân chính, trường chay và thường xuyên làm các công tác từ thiện ý nghĩa. Chia sẻ về lần phát nguyện xuất gia gieo duyên này, MC Đại Nghĩa cho hay anh đang được sống ở nơi mà mình thuộc về và làm được việc mà bản thân lẽ ra phải làm từ rất lâu rồi. Thiếu nữ Bana tròn 18 tuổi, ngày càng ăn mặc trưởng thành hơn, cách tạo dáng cũng táo bạo ngày càng gây tranh cãi. Được biết sau một thời gian hoạt động trên mạng xã hội, Zona cơn dần thay đổi phong cách ăn mặc của mình. Vẫn là nét hồn nhiên, tươi vui nhưng giờ đây cô lại trộm những bộ đồ bó sát, khoe hình thể hút mắt hơn. Mỗi khi có chân mới, cô nàng cũng nhanh chóng cover lại, thậm chí còn rủ cả bố và mẹ tham gia cùng. Đáng nói, cũng bởi vậy nên nữ TikToker trẻ tuổi này đã không ít lần gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng hành động của cô trong các video quay cùng bố không phù hợp. Trước những phản ứng trái chiều, Zona cơn dần rút kinh nghiệm hơn. Dù vậy, cô vẫn giữ cách ăn mặc của bản thân. Hiện tại, Zona cơn đang không ngừng phát triển bản thân hơn. Tuy rằng con đường cô lựa chọn không phải ai cũng ủng hộ, thế nhưng sự thay đổi của sơn nữ Bana vẫn khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Các video của cô cũng đang nhận được lượng tương tác lớn, rất có thể chúng sẽ còn được đầu tư hơn nữa trong tương lai.